các nhà đầu tư định giá VinFast, một nhà sản xuất xe điện có trụ sở tại Việt Nam với doanh thu tương đối ít, ở mức 69 tỷ đô la Mỹ sau khi ra mắt thị trường vào thứ ba, cao hơn cả vốn hóa thị trường của GM và Ford cộng lại. Dưới đây là 4 lý do khiến cổ phiếu VinFast có thể ở mức quá cao 98%. Đánh giá kém về một sản phẩm ăn theo, khả năng yếu kém để thành công trên thị trường xe điện Hoa Kỳ. Định giá quá cao, người trong cuộc kiểm soát phần lớn cổ phiếu. Người phát ngôn của VinFast cho biết, chúng tôi rất vui mừng được niêm yết trên Nasdaq và tin rằng chúng tôi có vị thế tốt để thực hiện tham vọng tạo ra một tương lai xanh hơn bằng cách phát triển một lượng lớn xe điện cao cấp với mức giá hợp lý. Ra mắt thị trường của VinFast. Vào ngày 15 tháng 8, VinFast, nhà sản xuất xe điện do Vingroup, một tập đoàn của Việt Nam, kiểm soát niêm yết trên Nasdaq. VinFast hiện đang sản xuất SUV EV tại Việt Nam và vận chuyển chúng đến Hoa Kỳ. Nhà sản xuất ô tô này đã mở các phòng trưng bày đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 2022 ở California và có kế hoạch chi 2 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một nhà máy EV ở Bắc Carolina, nơi họ dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2025, theo báo cáo tạp chí Phố Uôn. Tờ báo cho biết VinFast được thành lập vào năm 2017 và vào tháng 3 năm 2023 bắt đầu giao hàng VF8, một chiếc SUV chạy hoàn toàn bằng điện có giá 46.000 đô la Mỹ, thấp hơn một chút so với Mustang Mach của Ford. Kể từ khi bắt đầu sản xuất vào năm 2021 và đến cuối tháng 6 năm 2023, VinFast đã giao 18.700 xe, trong đó 740 xe cho khách hàng Hoa Kỳ và phần lớn số còn lại cho người mua Việt Nam, tạp chí cho biết. Cổ phiếu VinFast khởi đầu với mức định giá cao. Sau khi sáp nhập với Blackspace, một công ty mua lại có mục đích đặc biệt, cổ phiếu của VinFast đã mở cửa với mức định giá khoảng 86 tỷ đô la Mỹ, mức vốn hóa thị trường vượt quá GM và Ford cộng lại. Cổ phiếu của VinFast đóng cửa ở mức 37 đô la trong ngày giao dịch đầu tiên, một sự cải thiện so với giá đóng cửa cuối cùng của Blackspace là 10.45 đô la. Theo tạp chí, VinFast đã giảm gần 19% xuống còn 30.11 đô la một cổ phiếu và giảm 10% xuống còn khoảng 27 đô la một cổ phiếu vào ngày 17 tháng 8 trước khi đưa ra thị trường. Số lượng cổ phiếu giao dịch giảm trước khi sáp nhập SPAC đã góp phần khiến cổ phiếu biến động. Người phát ngôn của VinFast nói với tạp chí rằng khoảng 84% nhà đầu tư Blackspace đã rút tiền trước khi VinFast ra mắt, dẫn đến số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch ít hơn. Tình hình tài chính của VinFast không khả quan, lỗ ngày càng nhiều, doanh thu giảm. Công ty đã lỗ 2.1 tỷ đô la vào năm 2022 và đang trên đà đốt cháy nhiều hơn nữa trong năm tài chính hiện tại, theo Guardian. Kết thúc quý I, VinFast lỗ 598 triệu đô la Mỹ, tăng so với khoản lỗ 411 triệu đô la Mỹ của năm trước. Tạp chí đưa tin doanh thu từ việc bán xe đã giảm khoảng một nửa xuống còn 65 triệu đô la trong quý đầu tiên. VinFast vui mừng niêm yết tại Mỹ, theo một tuyên bố, bà Thủy Lê, giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast, cho biết việc trở thành công ty niêm yết tại Hoa Kỳ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng toàn cầu của VinFast. Không chỉ là giao dịch trên thị trường chứng khoán, việc ra mắt công chúng phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ vào tầm nhìn và tiềm năng của chúng tôi, cũng như thực hiện cam kết của chúng tôi là làm cho mọi người có thể tiếp cận các phương tiện điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường. Đánh giá kém về sản phẩm ăn theo. VF8 của VinFast nhận đánh giá khủng khiếp. Theo The Drive, những lời phàn nàn về VinFast VF8 2023 chạy hàng loạt hệ thống treo vô vọng, dẫn đến chất lượng hoàn thiện không tốt, dẫn đến việc thu hồi vì lỗi màn hình. Mô hình đăng ký pin EV theo kế hoạch của VinFast cũng đã bị hủy bỏ vì không ai muốn trả tiền cho điều đó. Doanh số bán hàng của VinFast tại Mỹ rất nhỏ. Tính đến tháng 7, tờ Automotive News đưa tin VinFast đã bán được 128 xe tại Mỹ sau 5 tháng mở bán. Theo VinFast, 45 trong số đó là vào ngày đầu tiên. Khả năng yếu để cạnh tranh trên thị trường EV của Hoa Kỳ. VinFast phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Tesla, các công ty lớn trong ngành ô tô như Ford, GM, BMW và VW, cũng như các công ty khởi nghiệp như Nikola, Lucid và NIO. Theo Apple Electric Vehicle, một trường hợp kinh doanh mà tôi là đồng tác giả với Sam Hariharan, các khả năng cần thiết để giành chiến thắng trong ngành công nghiệp EV đặt ra những rào cản đáng kể đối với việc gia nhập. Đây là lý do tại sao tôi nghĩ rằng VinFast cần phải cải thiện hiệu suất của mình trên các khả năng cần thiết. Thiết kế, sản xuất và phân phối pin công bằng.
người tiêu dùng không muốn trả tiền cho chiến lược ban đầu của VinFast cung cấp mô hình thuê bao pin. Vì vậy, công ty đang bán xe điện có kèm theo pin. Michael Dunn, giám đốc điều hành của công ty tư vấn xe điện Zozogo, cho biết họ đặt mục tiêu cho thuê pin như một điểm khác biệt trên thị trường, nhưng phản hồi từ khách hàng là điều đó quá khó hiểu. Tạp chí lưu ý, thiết kế, sản xuất và phân phối EV cần cải thiện. Khách hàng phàn nàn về hệ thống treo, chất lượng sản xuất và màn hình, The Drive lưu ý. Hơn nữa, VinFast không có kế hoạch sản xuất xe ở Mỹ trong nhiều năm, khiến công ty gặp bất lợi trước các đối thủ sản xuất trong nước. Thiết kế, xây dựng và vận hành mạng siêu tăng áp không rõ ràng. Vào tháng 2 năm 2023, TechCrunch đưa tin VinFast có thể đã theo đuổi mạng lưới sạc xe điện ở Hoa Kỳ. Phát triển và phân phối phần mềm, nhu cầu phát triển. Tờ báo cho biết VinFast đã phải thực hiện một cuộc triệu hồi để sửa màn hình hiển thị có thể bị trống khi lái xe, khiến chủ sở hữu không nhìn thấy đèn cảnh báo hoặc biểu tượng điều khiển. Theo AutoWeek, sự cố dẫn đến việc thu hồi vào tháng 5 năm 2023 là do phần mềm. Thương hiệu EV cần phát triển. CEO VinFast Thủy nói với Reuters, ban đầu VinFast định bắt chước Tesla với các phòng trưng bày riêng. Tuy nhiên, họ kết luận rằng việc hợp tác sẽ nhanh hơn, đã mở 122 phòng trưng bày tính đến tháng 7 năm 2023, tập trung ở bờ Tây Hoa Kỳ. Như tạp chí đã đưa tin, các đánh giá về xe điện của VinFast không được tốt và giá khởi điểm quá cao so với các đối thủ, dẫn đến doanh số bán hàng tại Mỹ chậm lại. Dịch vụ khách hàng của EV cần phát triển. VinFast đề nghị trả tiền cho khách hàng ở Mỹ, Canada và Việt Nam nếu xe của họ bị hỏng hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về chất lượng. Theo Cascoop, khoản thanh toán sẽ lên tới $300 trở lên, tùy thuộc vào các điều khoản của hợp đồng dịch vụ. Điều này có thể không thoải mái chút nào đối với những chủ sở hữu chỉ đơn giản là muốn EV của họ đưa họ đến nơi họ muốn. Với số lượng đối thủ được tài trợ tốt đang cạnh tranh trên thị trường xe điện, VinFast có cơ hội đáng kể để cải thiện chiến lược và khả năng của mình. Định giá quá cao. Cổ phiếu VinFast dường như được định giá quá cao. Tỷ lệ giá, doanh thu của công ty quá cao và dự báo doanh thu năm 2023 của công ty có vẻ rất lạc quan. Một mức định giá hợp lý hơn sẽ là $1.2 tỷ. Làm thế nào vậy? Như tạp chí đã đưa tin, trước khi sáp nhập SPAC, VinFast và Blackspace đã thống nhất về mức định giá $23 tỷ bằng cách nhân mục tiêu doanh thu năm 2023 là 1.875 tỷ, gấp hơn 3 lần doanh thu năm 2022 bằng chiết khấu cho hệ số giao dịch của Lucid. VinFast kết thúc ngày 16 tháng 8 với tỷ lệ giá trên doanh thu là 37, cao hơn 4 lần so với 8.4 của Tesla. Tạp chí đã viết rằng VinFast giống như các công ty Trung Quốc như NIO và Li Auto, giao dịch với mức doanh thu gấp khoảng 2 lần dự báo năm 2023. Làm thế nào để tôi đạt được $1.2 tỷ? Vì doanh thu của VinFast đã giảm khoảng 50% trong quý đầu tiên của năm 2023, tôi cho rằng thật hào phóng khi cho rằng công ty sẽ đạt doanh thu năm 2022 và năm 2023 là $634 triệu. VinFast tự tin về dự báo doanh thu 1.875 tỷ. Giám đốc tài chính Dave Manfield nói với Reuters, những con số mà chủ tịch của chúng tôi chỉ ra cho năm nay vẫn đang đi đúng hướng. Nếu chúng ta áp dụng tỷ lệ giá trên doanh thu, vốn hóa thị trường của VinFast sẽ là $1.26 tỷ, thấp hơn khoảng 98% so với mức vốn hóa thị trường vào ngày 16 tháng 8 là $69 tỷ. VinFast thoải mái với định giá của mình. Với tư cách là giám đốc điều hành, Lê Thị Thu Thủy nói với CNBC ngày 16 tháng 8, bạn đã thấy thị trường phản ứng như thế nào khi chúng tôi mở cửa ngày hôm nay, phải không? Tôi nghĩ đó chỉ là một cách để chúng tôi được niêm yết ở Hoa Kỳ. Chúng tôi không nghĩ đến danh tiếng của SPAC. Cổ phiếu kiểm soát nội bộ. Các nhà đầu tư vào cổ phiếu VinFast giao dịch công khai đang gặp bất lợi đáng kể về thông tin, đó là do một người kiểm soát phần lớn cổ phần của VinFast. Ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch công ty mẹ của VinFast tại Việt Nam, đã kiểm soát tối thiểu 99,1% cổ phần của nhà sản xuất ô tô trước khi sáp nhập với Blackspace. Tạp chí đưa tin, công ty từ chối cho biết chính xác bao nhiêu phần trăm cổ phiếu đang lưu hành hiện đang được giao dịch công khai. Điều gì tiếp theo cho cổ phiếu VinFast? Cổ phiếu VinFast có vẻ sẽ đi xuống. David Winston, nhà phân tích ngành ô tô tại Morningstar, cho biết, tôi nghĩ bong bóng EVSPAC đã kết thúc, nhưng tôi đoán là không.
đối với tôi, thật vô nghĩa khi nó đáng để tiếp cận BMW và hơn cả GM và Ford. Hy vọng tốt nhất cho các nhà đầu tư của VinFast là vượt quá mong đợi của nhà đầu tư về tăng trưởng và lợi nhuận. Với những mục tiêu đầy tham vọng, hiệu quả tài chính yếu kém và những bất lợi đáng kể về cạnh tranh, tôi thấy không vội mua cổ phiếu VinFast. Theo Forbes, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.